Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Nguyễn Hân, có một số mặt hàng hoa mẫu đơn đang rực rỡ hoa, gồm có mỹ cam nè, hồng phấn sữa, vàng Dubai, vàng hường. Muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha, đặc biệt quá xá hoa quý cô chú ơi. Sau đây gặp Nguyễn Hân nha. Rồi chào Hân ơi. Chào quý cô chú anh chị à, kính chào kênh Phó Thái TV. Hôm nay nhà vườn Hân Nguyễn Hân cũng có một số mặt hàng hoa mẫu đơn cũng gửi đến cô chú anh chị à. Địa chỉ của con nằm ở ấp Tông Phú, xã Tông Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0704636733, cũng là số Zalo của con. Lời đầu tiên thì con xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ con những clip vừa qua ạ. Bây giờ con xin giao lưu là mã số 0 là một cây mỹ cam ạ. Mã số 0, cây mỹ cam. Mã số 0 là một cây mỹ cam ạ. Cây này nguyên một cây cũ quá xá luôn quý cô chú. Nguyên cũ luôn. Dạ, chiều cao là 92. Tán ngang là 75. Đó là 3.000 là có dư á. Dạ. Em đo là lúc nào cũng chịu hao hết á. Bạch nè, 29 gữ. Dạ, tính 29 nè. Đây, đế nè, quá xá nguyên một cái cục thạch nạc luôn. Xay xay giáp luôn. Dạ. Này về quý cô chú mình cắt phôi vẫn đẹp, để tàn thì vô dây mình làm một cái form ha. Rồi giá mã số 0 luôn. Dạ, mã số 0 là con xin giao lưu là 450.000, có bao sắm bao xếp phòng quá ha. Tiếp theo, mã số 1 là một cặp hồng phấn siêu bông. Dạ, tiếp theo là mã số 1 là một cặp hồng phấn quá xá là nụ màu hồng phấn nhìn rất là đẹp, cây một cốt và một cây. Dạ, cây tổng chiều cao là 80. Cây bên đây thì phơm tàn đặc. Dạ, khư luôn. Tán ngang là 65. Cây một phần một cốt ạ. À, cây này lắc lượng ha. Ở đây quanh 8 ạ. Rồi, ở đây 7.5 tính 7 ạ. Rồi, đây phơm bên này rất là đặc nha quý cô chú. Dạ, cặp số 1 này con xin giao lưu là 350.000, cũng bao sống bao ship luôn ạ. Rồi, tiếp theo cặp số 2 vẫn là mỹ cam, cây đặc biệt một cốt nhưng mà tại vì nó lên phom tàn nó rất là nhiều tuột nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số 2 là một cặp mỹ cam ạ. Mỹ cam cũng đỏ. Dạ, tổng chiều cao là 60, tán ngang 70. Hoa quá xá đẹp ha. Dạ, hàng một cốt luôn. Dạ, đo ở đây là 13.5 tính 13 nha quý cô chú anh chị. Rồi, bên này thì già hơn à. Dạ, cái này chưa khui nha. Đây chưa khui à. Ở đây 14.5 tính 14 ạ. À, đây cặp số 2 này con xin giao lưu là 350.000. 350.000. Kéo bàn xay nới qua đây, kéo bàn xay nới qua. Tiếp theo là mã số 3, cũng là một cặp mỹ cam. Quá xá hoa, được gỡ hết trên. Mỹ cam cũng đỏ lên hoa vậy nè quý cô chú. Chiều cao. Dạ, chiều cao là 72. Tán ngang 70. Đây quý cô chú. Quá xá hoa. Này đâu em quạnh đây. Dạ 13 ạ. Cây này như cây này về quý cô chú mình chiếc ba nhánh này là lên cái form trên này là đẹp nè, một cốt thoát thân, muốn thoát thân cao. Dạ, đây là hoành 9.5 tính 9 nè. Rồi, hai cây dạ này về vô dây là đẹp tuyệt vời. Cặp số 3 này con cũng xin giao lưu là 350.000, con bao sống bao ship ạ. À, rồi đúng rồi. Tiếp theo, mã dạ, số 4. Tiếp theo là mã số 4 ạ. À, vẫn là một vẫn cặp là luôn. Một cặp mỹ cam luôn ạ. À, quá xa. Hòa lên rực rỡ ha. Dạ. Ê, nào quý cô chú, hòa cực kỳ đẹp. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, tổng chiều cao là 70. Tán ngang là 60. Nè, con đo tổng bể đây luôn nha. Tổng bể là 18.5 tính 18 ạ. Rồi, cây này thì ở dưới một cốt nhưng mà nó lên 22 thân song song. Đo dạ, 14.5 tính 14 ạ. Tổng 2 thân ạ. À, rồi, giá luôn. Dạ, mã số 4 này là 350.000, con sống một tiếp luôn ạ. Tiếp theo, mã số 5. Cây một cốt lùng lực nha quý cô chú. Dạ, mã số 5 cũng là một cặp mỹ cam ạ.
màu bông rồi. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 60 tới ngang 55. Quỳnh thân 8 ạ. Rồi bên này lớn hơn. Quỳnh thân Minh đây là 8,5 tính 8 đi. Rồi. Dạ một cặp số 5 này con cũng xin giao lưu là 350.000 qua sóng mọi phía hả? Rồi. Tiếp theo mã số 6 vẫn là một cặp luôn. Cây này thì được bắn quá xá luôn quý cô chú. Mỹ cam mà nó xung rồi nó lên tượt phượt kìa nè. Xá luôn. Màu mỹ cam rực rỡ. Rồi, chiều cao luôn. Dạ. Mã số 6 gồm 2 cây. Mã số 6 là gồm 2 cây luôn không? Tổng chiều cao là 90. Cán ngang 65. Đây hoa nè quý cô chú. Màu mỹ cam màu ngay ngất. Bên đây là 13,5 tính 13 ạ. Rồi. Một cốt mà nó lên nhiều thân. Dạ đúng bên đây 12,5 tính 12 ạ. Rồi. Tổng số nha số này cũng là 350.000 cũng bao sống bao ship ạ. Rồi. Tiếp theo, cặp số 7 vẫn là mỹ cam luôn. Này mỹ cam quá xá luôn rồi. Dạ. Rực rỡ hoa. Cặp số 7 cũng là một cặp mỹ cam ạ. Hàng một cốt luôn ạ. Tổng chiều cao 70. Tới ngang 65. Đây một cốt bên đây là được 9 vành nha. Này thoát thân khoảng 5 cm quý cô chú ơi. 9 vành. Bên đây cũng 9 vành luôn anh ơi. Rồi. Này dạ, em bỏ. Cặp số 7 này em giao lưu là 350.000. 350.000 cặp số 7 em bỏ xuống cây đi để một cây mình xoay cái cho thấy cái form này. Đó, quý cô chú thấy không? Cái form rất là đẹp luôn. Đó, form rực rỡ hoa. Rồi, đó cây luôn. 350.000 cặp số 7. Tiếp theo cặp số 8 vẫn là mỹ cam luôn. Cặp số 8 cũng là một cây mỹ cam. Rồi chiều cao hai cây đồng nhau ha. Dạ. Đi đâu có bạn có đôi một cặp về để trước cửa nhà xinh xinh quý cô chú ơi. Dạ tổng chiều cao là 80 tới ngang 65. Dạ 9,5 tính 9 ạ. Rồi. Tí xíu nó 10 tính 9 rồi. Dạ. Ở đây 8,5 tính 8 nè. Này thoát thân phán tách nha quý cô chú. Rồi giá cặp này. Cặp số 8 thì con xin giao lưu lại 300.000 qua sóng rồi tiếp ạ. 300.000. Tiếp theo. Mã số 9. Cây này Dạ mã số 9 là con xin giao lưu là một cây cam mỹ cam ghép 3 màu. Mỹ cam, mỹ vàng, mỹ tím. Mỹ cam, mỹ tím ạ. Tím bên đây ạ, à, tím vàng có hoa. Rồi. Đây, mỹ tím vàng có hoa. Này là tại mình để trong mát nên cái dạ. Màu hoa nó hơi nhạt tí nha quý cô chú. Về ra nắng là nó tươi lại, đậm. Dạ tổng chiều cao là 75. Cái phồn tàn rất là đẹp luôn. Tán ngang cũng 75 luôn ạ. À. Cây một cốt ạ. À. Dạ một cốt là 9,5. Tính 9 nha quý cô chú anh chị. Cây này có đế nha quý cô chú, thân nó hơi lắc ha. Này nguyên một củ dưới nè. À. Để mình bứng mình thần nó lên được rồi. Rồi giá mã số 9 luôn. Dạ mã số 9 này là 400.000 cũng bao sống bao ship ạ. À. Tiếp theo mã số 10 là gồm 2 cây vàng dạ, Dubai. Mã số 10 là con xin giao luôn một cặp vàng Dubai ạ. À. Cây này thoát thân cao nha quý cô chú. Bị cái dòng vàng Dubai cái hoa cắm rất là to luôn. Ngón tay cái của mình nè. Cánh hoa nó to gấp mấy lần cái hai lần gấp đôi mỹ cam. Giờ tổng chiều cao là 1,2 m. Tán ngang 50. Hai cây rất là cân ha. Dạ. Đồng trạng. Khó khăn là 77. Này cái phơm tàn ở dưới này quý cô chú mình muốn để không để mình cắt ra mình dâm ha. Hoành thân này cũng cỡ 5,4,5 à. 5,6 đi. Dạ 5,6 à. Ở dưới nè. Rồi giá dạ, cho cặp số 10 này là 500.000 con bao sống bao ship luôn ạ. À. 500.000 bao phí ship. Tiếp theo. Mã số 11 vẫn là hai cây vàng Dubai. Dạ mã 11 cũng xin giao lưu là hai cây vàng Dubai ạ. À. Bông hoa quá xá luôn. Bông gì đó. Màu hoa rất là đẹp luôn. Màu vàng chanh. Dạ màu chiều cao luôn. Tăng xứng luôn nha. Nói chung là mình lượng cặp cho đồng ha. Dạ. Chiều cao là 1,1 m ạ. Cán ngang 50. Cặp này về quý cô chú mình có qua tay mình vô dây ha, mình can ra vậy là nó nở cái tàn ra nè. Đặc biệt để thoát thân ha, một cốt thoát thành cây dù luôn. Bành này cũng 5,6 luôn đi ha. Dạ 5,6 ạ. Một cốt sạch nha quý cô chú. Một cốt sạch khó khăn là 75 á. Rồi giá luôn. Dạ
Dạ, cặp số 11 này con cũng xin giao lưu là 500 ngàn, con bao sống bao ship ạ. Rồi, ok luôn. Tiếp theo, cặp số 12 vẫn là vàng Dubai luôn. Rồi xay cái phơm ra. Đó, đây mặt tiền là quý cô chú, quả xá cái phơm. Hai cây nói chung là một cặp rất là cân. Dính được không? Anh dính ra trên đây. Rồi. Tại nó cái tàn này nó cao quá, nó nặng đó quý cô chú. Rồi. Rồi, chiều cao đại diện luôn. Dạ, chiều cao đại diện là cây này có 1m3 đó. 1m3. Dạ. Tới ngang nó tới 50. Cũng hàng một thân một cốt đó. Một cốt giót thẳng đọt luôn. Dạ. Đây hoành cũng 56 nè. Có một tầng này về mình cắt mình dọn đó quý cô chú ơi, là một cốt thẳng luôn. Sau này hàng tương lai là cái form tàn cái dù. Rồi, cặp mã số 12. Dạ, cặp mã số 12 này là 500 ngàn, con bao sống bao ship, phụ hộ tới nhà luôn ạ. À. Rồi. Giá đã bao gồm phí ship 500 ngàn gồm 2 cây, rất là dễ chơi quý cô chú ơi. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là một cặp hồng hương. Hồng hương. Quá trời cái tấm. Này mình tính hàng bụi đi. Giá này bụi. Đây tổng chiều cao 100. Tán ngàn 80 đi. Tán ngàn đo hào hào ha. Dạ. Có chữ hào cho quý cô chú. Màu hoa này nó rất là ngọt nha quý cô chú, nó là ná nhưng vàng hường đỏ vậy nha. Một cái chân thì nó khác hơn. Đó, màu rất là đẹp. Nhung. Tính bụi. Con đo tổng bệ luôn nha. Tổng bệ là 26 ạ. Rồi. Cái này có một cái thân chủ lớn nha. Dạ, tổng bệ bên đây thì 25 ạ. Hồng hương. Dạ. Con xin giao lưu mã 13 này là một cặp hồng hương 350 ngàn, con bao sống bao ship ạ. 350 ngàn gồm 2 cây. Dạ. À, rất là dễ chơi quý cô chú. Tiếp theo. Mã số 13. Dạ, tiếp theo mã số 13 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh. Dạ, cây này một cốt ạ. Cây riêng nha quý cô chú. Quả xá luôn. Rồi, mình chơi chiều cao luôn. Cây này về làm cái tác phẩm bonsai. Dạ, chiều cao 80. Tán ngàn 60 ạ. Lên hoa rực rỡ chưa ha. Mỹ vàng chanh là bị cái màu hoa rất là sáng nha quý cô chú. Dạ, một cốt. Một cốt luôn. Lùng lực ha. Dạ, một cốt chín lành ạ. Rồi, cái này cái đế chưa khui nha quý cô chú. Dạ, đây có cái cộng đế lực ở đây nè. Chạc ra đó. Này thoát thân khoảng 5 cm. Rồi, giá luôn. Dạ, mã 13. 13 này là 350 ngàn con bao sống 14, bao ship ạ. Mã số 14 quý cô chú ơi. Mã 14 này là 350 ngàn con bao sống bao ship ạ. Rồi. Ghi số 4 hơi ngoằn ngoằn, tưởng đâu là 13. Tiếp theo mã số 15. Dạ, mã 15 cũng là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Ghi số gì xấu giả mang luôn. Đây là cũ ạ. Mã số 15 Mỹ vàng chanh. Cây tổng chiều cao là 85. Tán ngàn 65. Đo hào hào quý chú, chứ cái tán này thấy là đo thẳng thớn là lớn lắm nha. Tại con có chuyện hao hết ạ. Đây một củ có nó 16 rưỡi tính 16 ạ. Nguyên cục thịt nạc liền ha. Rồi em lấy dao nào nguyên cục thịt nạc. Đó, nó liền hết trơn à. Không thể tách rời nha quý chú. Rồi, giá mã số luôn, 15. Giá mã 15 này là 400 ngàn con bao sống bao ship ạ. Rồi. Lên tiếp theo, mã số 16. Vẫn là Mỹ vàng chanh luôn. Mã tiếp theo cũng là một cây Mỹ vàng chanh. Đây cũng một bãi. Quá xa. Dạ, chiều cao là 100. Chiều cao 1m, tán ngang luôn. Tán ngang 70. Tán ngang này là nếu như đo thẳng thớn là mình đo dày qua đây là có thể là 1m luôn nha quý cô chú. Nếu mà đo từ đó qua đó là 95 anh. Rồi. Đo chiều hao cho quý cô chú mình hao. Về có dư. Này nó liền cũ. Này liền cũ bệ. Ở đây 21 ạ. Rồi. Dạ, mã số 16 này con cũng ra luôn là 400 ngàn. Con bao sống bao xíu mà hộ tới nhà luôn ạ. À. Rồi. Cây này về quánh cây dù ra rất đẹp nha quý cô chú. Tàn tròn, tứ diện. Để tiếp theo là một cặp hồng phấn lai chung. Mã số 17. Gồm 2 cây, một mã số. Hồng phấn siêu bông lá trung. Lên kẹo hoa chân quý cô chú ơi. Mã xa. Rồi, chỉ dòng đây này nó xuyên hoa lắm. Dạ, tổng chiều cao là 80. 8.055. Màu rất nhu. Dạ, một thân một cốt. Ở bên đây là quần chính ạ. Rồi. Ở đây 7 ạ. Một cây dán trực rồi một cây dán lắc. Ờ, dạ. Giá cặp dạ, mã số 17 này là con xin giao luôn là 300 ngàn con bao sống bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo mã số 18 gồm 2 cây. Dạ, hồng phấn sữa. Con xin giao luôn là một cặp hồng phấn sữa ạ.
vẫn là một cây dáng trực thẳng và một cây dáng hơi lắc nhẹ. Dạ cây tổng tổng cây chiều cao, chiều cao là 75. Tới 1060. Không phấn sữa nhìn cái màu hoa ngay gắt của cô chú. Màu đẹp. Đây đây cây này nó muốn có cái hồng phấn bình thường nữa nè, một bên đó thì hồng phấn sữa, một bên hồng phấn bình thường nè. Độc lạ ha. Bị lại. Vào quanh quanh 8 ạ. Cây bên đây cũng quanh 8 luôn ạ. Cây này cái bông một bên nó là ở Việt Nam, bên ở nước ngoài nè. Rồi dạ, giá cặp này luôn. Cặp số 18 này là 400.000 con bao sống bao tiếp luôn ạ. Tiếp theo, họ số 19. Dạ, số 19 là một cây hồng phấn sữa luôn. Hai tầng ạ. Cây tổng chiều cao là 103. Còn cái ngang dưới này là 60. Cây này hai. Trên đây là 30. Hai tầng ha quý cô chú. Dạ. Đó, nó đập lại cái tầng ở dưới này thì cũng tròn ha. Ở trên này ra một tầng nữa, về quý cô chú mình can ra làm hai tầng này, cái nhìn cái tháp. À, cây một thân một cốt luôn. Này có đế. Cốt lực luôn. Dạ. 10 hoành anh. 10 hoành. Dạ. Dòng này màu hoa hồng phấn sữa này cũng còn rất là hiếm nha. Quý cô chú mình về muốn chiết những cái nhánh này ra mình vô bầu mình làm cái form ở dưới. Còn nếu không thì mình để hai tầng nhìn lạ lạ. Rồi giá luôn. Mẫu số 19 này là 400.000 con bao xếp ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 20 gồm một cặp. Mã số đọc xanh bông đậm ạ. À. Một mã số gồm hai cây. Cây đó để dưới đi chứ người, để dưới cây đi chứ người, anh lật không? Để dựa vô. Cây đi ở dưới đi chứ. À, đúng rồi. Cây này tán nắng. Cái đó anh tháo tàn được không? Không được. Xà tàn hả? Tán nó xà lắm. Nó vậy. Mình mở đại diện một cây thôi ha. Dạ. Dạ một tới anh chị cao 1 mét. Tán ngang 70. Đây cây này là một mã số gồm một cặp nha quý cô chú. Dạ. Mã số 20. Vàng hồng lục xanh. Bông giống như dây pháo vậy đó, đi từ cái nách lá luôn. Này một cốt. Dạ. Đây một cốt này rất già nha cô quý cô chú anh chị. Đây 13. Rồi cây bên này thì không có xả tàn. Tàn hòa dữ lắm quý cô chú. Rồi. Sợ nó sự tàn. Cái này thân cũng già luôn. Này cũng có 13. Quanh này 11 rưỡi. Ôi cái form này là hoa nè quý cô chú. Rồi giá cho cái hai cây này luôn mã số dạ, 20. Mã số 20 này là 350 con bao sống con ship ạ. 350.000 gồm hai cây vàng hường độc xanh. Tiếp theo, mã số 21. Để hai cây giữa lên luôn. Đúng rồi. Được không? Được thì dịnh đi. Em dịnh luôn đi chứ. Cậu cái hoa này nó bằng cái chén ăn cơm á quý cô chú nè. Dạ hồng lục xanh nè. Quá xa. Bông quá chứ. Lên về pháo luôn. Dạ cây tổng chiều cao là 105. Cái này bung tàn ra còn dài. Mình đo hào hào tấm tàn ha. Dạ. Dạ 60 tới ngay 60 ạ. À. Đây hoa nè quý cô chú. Hoa nó rất là đẹp. Đây, cái có nhánh này lên dây pháo nè, dòng này lên dây pháo. Dài ra. Dây pháo nhiều. Rồi, dòng này đặc biệt. Dạ, cái này là một cốt. Dạ một cốt là 10 rưỡi, tính 10 ạ. Rồi, cây bên đây thì lớn hơn nè. Dạ cây bên đây già hơn. Cũ đặc. Cũ đặc. Ở đây 16 ạ. Rồi. Dạ mã 21 thì con xin giao luôn là 350.000 con bao sống bao tiếp luôn ạ. Rồi, 350.000. Tiếp theo là mã 22. 22 là một tập mỹ cam ạ. Trời ơi, quá xa tật chúng ta cái tàn. Mỹ cam này cũng đỏ nha quý cô chú, hoa nó rất là đậm. Màu hoa rực rỡ luôn. Quý cô chú mình thích lên chậu mà lùng lực ha, cái form tàn tứ diện thì cái lô này rất là hợp luôn. Okay. Ê. Dịnh một cây đi khoan hãy đi. Dịnh đi. Rồi. Hai cây rất là cân ha. Dạ. Rồi chiều cao luôn. Dạ tổng chiều cao là 1m07. Tán ngang 65. Đặc biệt cái hoa quý chú này về quý chú mình cắt hoa chừng thôi cũng vẫn lời nữa. Một cốt nhưng mà nó lên được kia đó. Ở đây là tính một củ nha, một củ đặc bên đây là 18 ạ. 18. Rồi, dạ. Bên đây một cốt nhưng mà nó đâm nhiều thân. Dạ tính bên đây một cốt ở đây ha. Rồi, tính một cốt thôi. Dạ. Hào hào.
Một cốt ở đây là 11 á anh. Rồi. Cái này còn khui xuống được nha quý chú. Dạ. Cái thân cái đợt này là nó dính vô cái thân chính này nè. Dạ, cặp số 22 này là 350.000 con bao sống thôi ship luôn ạ. À. Rồi. Cặp Mỹ Cam. Đồng giá luôn. Dạ. Tiếp theo, cặp số 23. Vẫn là Mỹ Cam. Nó full mặt hoa quý cô chú. Này về mua mình về mình con này ha. Đặc biệt cái dòng này á quý cô chú, mình cắt á, mình cắm vô nó giống như là hoa mình trưng vậy đó, mình cắm vô nó nở rất là lâu tàn nha. Cắt một khúc vậy nè, mình cắm vô cái bình bông là tầm khoảng 5 tới 7 ngày nó mới tàn. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, cây này tổng chiều cao 85. 8060. Hai cặp Omo, hai cây một cặp rất là cân xứng luôn. Cây này một cốt. Dạ, một cốt 11 quanh. Bên đây thấp hơn khoảng 5 cm. Dạ, bên đây là 8 quanh. Rồi, giá cho cặp 23 luôn. Dạ, cặp 23 này là 350.000 con bao sống bao ship luôn ạ. À. Rồi. Cho cái tàn nó quá nặng, nó sệ nên không có xây được nha quý cô chú. Quý chú mình có nhìn không rõ thì có thể hỗ trợ qua số Zalo của Hân thêm. Tiếp theo, mã số 24 vẫn là hai cây luôn. Dạ, vẫn là hai cây Mỹ Cam. Một cặp. Bao phí ship về tặng nhà luôn quý cô chú ơi. Dạ, tại tán nó quá trời vậy, cái bỏ lên hai cặp nó không vừa. Rồi, mình cho chiều cao luôn thôi. Này về quý cô chú mình mua cái chậu mình để trước cửa nhà ha. Dạ, chiều cao là 80. Tán ngang là đo hết từ phía bên này qua bên kia tầm khoảng 75 á. 1 mét ngoài không á. Dạ, để em đo chị Hà cho quý cô chú anh chị ạ. Ở đây là mã, ở đây là hoành thân là 11,5 tính 11 ạ. Cốt bên đây thì nó lên có một cấp chủ thân. Sao cấp chủ đi hành ha. Rồi. Này về quý cô chú mình có thể lọc lại chiếc nhánh hoặc là để vô dây tứ diện cũng được. Cấp chủ 7 á. Rồi. Dạ, cặp mã 24 này con cũng xin Zalo là 350.000 ạ. Rồi, 350.000 gồm 2 cây. Tiếp theo. Tiếp theo là mã 25. 25 vẫn là hai cây Mỹ Cam. Trời ơi, nhánh này nó ra mà ba cái hoa mà nó quánh thôi, nó chèo không nổi, nó sệ luôn nè quý cô chú. Nè. Trời ơi, nó quá. Tán dày lắm. Mỹ Cam cũng đỏ. Dạ, cây này tổng chiều cao 1 mét đi. Rồi. Chiều cao tôi cũng không có gì. Dạ, tán ngang 75 ạ. À. Màu hoa rực rỡ. Anh đây em đo cô một cốt ở đây đi. Ở đây một cốt nè, 15 hoành ạ. Rồi, cây okay, bên này. Cây bên này thì mình đo tổng luôn đi hả coi. Dạ, tổng cũng 13 hoành ạ. Rồi, em lấy xuống cây đi, em bỏ xuống cây đi cho chiến dịnh cây hào hào. Đó, cái phom tàn quý cô chú. Rồi, cái giá cái mã số luôn hả coi. Đây, lấy cây đó xuống đi, cái cây này là phom tàn. Đó, hai cây, nói chung mà để riêng lẻ cho quý cô chú mình hình dung ha. Rồi, giá cho cặp này luôn hả coi. Dạ, cặp 25 này là 350.000, bao sống bao ship luôn ạ. Rồi, đồng giá luôn, rất là dễ chơi nha quý cô chú. Tiếp theo, mã số 26. Dạ, tiếp theo là mã số 26. Hai cây rất là cân ha. Cặp đây, hoa nè. Màu đỏ thắm luôn. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, tổng chiều cao là 1 mét. Đến ngang 65 ạ. À. Em tịnh đo tổng về đi. Tổng là 22 ạ. À. Rồi, cây bên này thì một cốt gỡ gạch ha. Dạ. À, không có thân thôi. Dạ, 13 ạ. Rồi, giá cho cặp mã dạ, số 26. 26 này là 300.000 con bao sống bao ship ạ. À. Rồi. 300.000. Tiếp theo, mã số 27. Wow. Dạ, tiếp theo là mã số 27 cũng là mã cuối cùng nha quý cô chú anh chị. Này về mình chơi hoa thôi còn vẫn lời nha quý cô chú. Rồi, chiều cao luôn hả ơi. Dạ, chiều cao là 65. Tán ngang 70 ạ. À. Cây bên này một cốt lực nè, cây bên này thì vẫn một cốt nhưng mà nó nhiều tượng. Dạ, đây là hoành 10,5 tính 10 ạ. À. Này em đo một cốt ở giữa đi. Đo tổng luôn đi. Tổng luôn hả? Tổng luôn. Này về quý cô chú mình. Cái tổng là 15 ạ. À. Cái này là một cốt ở giữa. Rồi, giá mã số nè. Dạ, mã số 27 này cũng là mã cuối cùng, xin Zalo là 350.000 con bao sống bao ship ạ. À. Rồi. Dạ, cuối clip thì con cũng kính chúc quý khách có một ngày là thật là vui vẻ, tràn đầy sức khỏe. Dạ, xem clip này ủng hộ cho không được mua mai bán đất à. Cảm ơn à. Rồi, thì hôm nay rất là cực gỡ nha quý cô chú. Mỹ vàng, Mỹ cam,
hồng phấn sữa lên hoa rồi quý cô chú. Thì Phát TV cùng với nhà vườn của Nguyễn Hân kính chúc quý cô chú làm ăn thịnh vượng, nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip mới tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại ha.